Ban an toàn giao thông tỉnh vừa đi kiểm tra lên phương án khắc phục tình trạng mất an toàn tại khu vực cầu Áng Ngò, huyện Vũ Quang. Cầu Áng Ngò nằm trên tuyến đường Sơn Long, Chợ Bộng, thuộc địa phận giáp ranh giữa xã Đức Giang và Ân Phú, huyện Vũ Quang. Cầu được xây dựng từ lâu, hiện đã xuống cấp, lan can cầu thấp, lòng cầu hẹp. Trong khi đó, tuyến đường nối với cầu vừa được đầu tư mở rộng nên rất dễ gây tai nạn giao thông, Trước đó vào ngày 24 tháng 12, tại khu vực cầu này đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm một người chết, một người bị thương. Qua kiểm tra, Ban An toàn Giao thông tỉnh đề nghị các phòng, ban chức năng huyện Vũ Quang, xã Ân Phú, xã Đức Giang. Trước mắt cần khẩn trương lắp đặt hệ thống lan can thành cầu, gờ giảm tốc, biển cảnh báo liên quan, phát quang hai bên cầu, về lâu dài huyện Vũ Quang và ngành chức năng cần lập dự án đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng mới cầu Áng Hò nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Tiếp đó, Ban An toàn giao thông tỉnh, lãnh đạo huyện Vũ Quang đã đến kiểm tra cầu Hói Yến và một số điểm bất cập về an toàn giao thông khác trên tuyến đường Sơn Long Ân Phú để có giải pháp. Khói.